Video dưới đây mình sẽ chia sẻ bí quyết để trẻ mãi không già, các bạn nhớ lưu về và áp dụng nhé. Có những người đã ngoài 30 tuổi nhưng trông vẫn như hai mấy tuổi, nhưng cũng có người lại trông già hơn rất nhiều so với tuổi thật. Muốn trẻ đẹp như lúc đôi mươi, chị em nên có cho mình ít nhất 2 trong 5 sản phẩm dưới đây, đặc biệt là loại thứ 3, gần như ai cũng cần. Thứ nhất đó là ADA, là sản phẩm tẩy tế bào sừng hóa học, có công dụng làm đứt gãy các liên kết của các tế bào sừng, từ đó nó lấy đi lớp da già cỗi, trả lại làn da trắng sáng mịn và cấp ẩm nhẹ nhàng cho da. ADA phù hợp cho da thường, da khô và da lão hóa, nên dùng ADA dưới 10% khi mới bắt đầu dùng, tần suất 2 đến 3 lần trên tuần vào buổi tối. Thứ hai đó là BHA. BHA cũng là tẩy tế bào sừng hóa học, cũng có công dụng làm sạch sâu, giảm bít tắc và thu nhỏ lỗ chân lông, từ đó giúp da tăng cường tái tạo cho tế bào, cho làn da sáng mịn rạng rỡ và hỗ trợ điều trị mụn. BHA phù hợp cho da dầu mụn, lỗ chân lông to, nên dùng nồng độ dưới 2%, tối đa 3 lần trên tuần vào buổi tối. Thứ ba đó là retinol. Đây là thành phần làm đẹp nổi tiếng được các chuyên gia da liễu tin tưởng. Retinol là dẫn xuất của vitamin A, có khả năng kích thích tăng sinh collagen, nhờ đó giúp da căng bóng, trẻ hóa da, giảm nếp nhăn nhanh chóng. Ngoài ra, retinol còn hỗ trợ điều trị mụn và ngăn ngừa sạm đen. Chị em muốn trẻ lâu thì hãy bắt đầu dùng retinol với nồng độ từ 0,3 đến 1%, càng sớm càng tốt nhé. Thứ tư đó là niacinamide. Niacinamide là thành phần đa công dụng, phù hợp với mọi loại da. Niacinamide giúp làm da sạch và thu nhỏ lỗ chân lông, duy trì độ ẩm, làm mờ các đốm sắc tố, hỗ trợ điều trị mụn và củng cố lớp màng bảo vệ da, nên chọn nồng độ 20%, dùng 2 lần trên ngày để tăng hiệu quả.